Ok, Predestination, một trong những phim luôn luôn xuất hiện trong tất cả các danh sách phim hack não. Chuyện gì đã thật sự xảy ra trong phim? Liệu có lời giải đáp logic nào cho tất cả mọi thứ không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Mình là Linh và chúng ta bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu, một pha tóm tắt cực mạnh. Predestination là bộ phim khoa học viễn tưởng của Úc được ra mắt vào năm 2014. Phim dựa trên truyện ngắn Oh You Zombies của tác giả Robert A. Heinlein và có sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng như Ethan Hawke, Noah Taylor và Sarah Snook. Phim theo chân nhân vật chính là John, một nhà văn chuyển giới với quá khứ đầy biến cố, không ai có thể ngờ tới. Khi đến giải khuây ở một quán rượu, anh gặp một đặc vụ thời gian đang truy tìm manh mối một tên đánh bom khủng bố. Người đặc vụ này ngỏ ý với John rằng sẽ đưa anh quay về quá khứ để sửa hết tất cả những điều khiến anh tổn thương năm xưa. Tên của phim Predestination hay Tiền định báo hiệu chủ đề chính trong phim, sự định đoạt trước, không thể né tránh của số phận. Song, khác với nghịch lý ông nội và thuyết đa vũ trụ được sử dụng trong Avengers Endgame, dòng thời gian của Predestination chỉ có một và nó được xây dựng dựa trên nghịch lý tiền định. Nôm na là giả dụ sáng mới để một cái bánh mì trong phòng ngủ để ăn trưa. Trưa về tự nhiên thấy cái bánh mì này mất luôn. Trong tương lai, bỗng dưng có sự xuất hiện của máy du hành thời gian. Mình quyết định quay lại cái ngày trời đánh tránh miếng ăn đấy để xem ông nào lấy bánh mì của mình. Mình cứ chờ như vậy đến khi mà bụng đói cồn cào, rồi bản thân mình tự ăn cái bánh mì xong rồi trở về tương lai. Quá khứ quyết định tương lai, nhưng bản thân quá khứ lại là hệ quả của tương lai. Vào năm 1981, máy thời gian được chế tạo thành công. Ngay lập tức, một tổ chức chuyên nhảy xuôi ngược thời gian được thành lập để ngăn chặn các vụ án kinh hoàng trước khi chúng xảy ra. Vào thời điểm phim diễn ra, có 11 đặc vụ trong tổ chức này. Luật lệ của họ khá đơn giản, không thực hiện nhảy khi không được cấp trên cho phép, khi ở quá khứ hoặc là tương lai, hạn chế giao tiếp với người khác đến mức tối thiểu. Cuối cùng, không thể nào nhảy quá 53 năm so với mốc 81, nghĩa là tổ chức này không thể nào nhảy về trước năm 1928 và không thể nào đến sau năm 2034. Ngoài ra, việc nhảy thời gian liên tục cũng khiến tâm trí người sử dụng gặp phải những vấn đề như loạn tâm thần hay sa giảm trí tuệ. Để tiện cho việc giải thích Predestination, mình sẽ gọi các nhân vật trong phim lần lượt là Jane, John nhà văn, John đặc vụ, người pha chế và kẻ đánh bom. Và vì thời gian trong phim rất lằng nhằng nên mình sẽ thiết lập các mốc không gian cố định như cô nhi viện, Space Corps, đại học, bệnh viện, quán rượu, tiệm giặt đồ, nhà máy, tổ chức và vụ nổ New York. Cuối cùng, mình sẽ chọn thời điểm cô bé Jane được sinh ra làm mốc thời gian bắt đầu. Những sự việc tiếp theo sẽ được giải thích theo đúng góc nhìn của Jane. Jane được sinh ra, một người đàn ông bí ẩn đến ăn trộm cô bé, đem cô ngược về thời gian. Sau đó, Jane được đặt ở trước cửa cô nhi viện Cleveland, nơi cô được học hành và nuôi nấng trong 18 năm. Ngay từ khi còn nhỏ, Jane đã thể hiện rõ rệt sự khác biệt của cô với bạn bè đồng trang lứa. Cô cực kỳ đam mê khoa học, dũng cảm, thông minh và cực kỳ khỏe mạnh. Năm 18 tuổi, cô được tuyển vào công ty Space Corps để làm gái ngành vũ trụ trá hình. Trong quá trình luyện tập tại Space Corps, bác sĩ phát hiện ra rằng Jane có cả bộ phận sinh dục nam và nữ nên đã đuổi cô. Sau khi bị đuổi, Jane quyết định học đại học bổ túc. Vào ngày 3 tháng 4 năm 1963, cô gặp gỡ và phải lòng một người đàn ông bí ẩn. Sau hơn 2 tháng hẹn hò, người đàn ông này bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời của cô. Jane hạ sinh một cô con gái. Tuy nhiên, do một vài biến cố trong quá trình mổ đẻ nên để có thể bảo toàn tính mạng cho Jane, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật chuyển giới tính cho cô. Còn con của Jane đã bị ăn trộm. Sau thời gian dài thích nghi với cuộc sống, Jane trở thành một người đàn ông có tên là John. John quay lại Space Corps nhưng họ lại tiếp tục từ chối anh. Rồi anh chuyển đến New York bươn trải bằng nghề đầu bếp và trở thành John nhà văn, người chuyên viết truyện ngắn cho phụ nữ trên tạp chí nhờ kinh nghiệm làm con gái hồi trước. Thời điểm xảy ra hầu hết thời lượng của Predestination là quán Pop's Place ở New York ngày 6 tháng 11 năm 1970. Tại đây, John nhà văn đã gặp người pha chế và kể cho người này câu chuyện của đời anh. Người pha chế sau khi nghe chuyện, bèn tiết lộ rằng anh là một đặc vụ xuyên thời gian và đặt cho John một câu hỏi. What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. And if I could guarantee you that you'd get away with it. Would you come? Đối với John, đó chính là người đàn ông bí ẩn năm xưa đã khiến anh có bầu rồi sinh con. Nên hai người quyết định quay về đại học năm 1963. Ở đây, John phát hiện ra người đàn ông năm xưa chính là mình. Tuy nhiên, Jane quá đáng yêu và đáng thương nên John đã vẫn phải lòng cô. Người pha chế bỏ anh ở đây trong vòng hơn 2 tháng. Sau 2 tháng hẹn hò, người pha chế quay lại, tiết lộ rằng y chính là John nhà văn ở trong tương lai. Anh thuyết phục John tham gia tổ chức ngăn chặn tội phạm xuyên thời gian cùng với anh. John đồng ý. John được người pha chế đưa tới trụ sở của tổ chức. Anh chính thức trở thành John đặc vụ. 7 năm sau, John đặc vụ lên đường truy tìm kẻ đánh bom. Anh lần theo manh mối của kẻ đánh bom đến một nhà máy. Quả bom bất chợt nổ khiến John đặc vụ bị bỏng nặng.
một người bí ẩn đến giúp anh sử dụng dụng cụ du hành thời gian để trở về tổ chức. Cho đặc vụ hồi phục, diện mạo của anh đã trở thành diện mạo của người pha chế. Giày thanh quản của anh cũng đã bị thay đổi hoàn toàn. Hai người đích thị là một. Từ bây giờ, mình sẽ gọi John Đặc Vụ là người pha chế. Nhân vật chính này ám ảnh với kẻ đánh bom và với việc phải ngăn chặn hắn để cứu mạng sống của hàng triệu người. Biết rằng John nhà văn trong quá khứ sẽ đến quán rượu tại New York nên anh quay lại địa điểm này. Mọi chuyện bắt buộc phải xảy ra theo đúng thứ tự, nếu không anh sẽ không thể nào tồn tại. Tại đây, biển nhà vệ sinh sau lưng của người pha chế lúc thể hiện đàn ông, lúc thì lại hiện phụ nữ, báo hiệu cho khán giả chính mạch chuyện. Hơn nữa, người pha chế còn hỏi John nhà văn một câu hỏi vô cùng hách não là: What comes first, the chicken or the egg? Câu hỏi này như để ám thị về sự tồn tại của chính bản thân anh vậy. Tương tự ở trên, người pha chế đưa John nhà văn về quá khứ. Xong, khi thấy bản thân đang nói chuyện với bản thân, anh quyết định nhảy đến mốc thời gian đã tước đi bộ dạng cũ của mình, chính nhà máy mà kẻ đánh bom từng đặt bom. Người pha chế chạm trán kẻ đánh bom, nhưng bị hạ gục nhanh chóng. Sau khi bom nổ và làm bỏng mặt của John đặc vụ, người pha chế tới và đá thiết bị du hành thời gian cho bản thân, đảm bảo sự an toàn của dòng thời gian. Anh tìm thấy một manh mối nữa của kẻ đánh bom. Người pha chế đến bệnh viện nơi bản thân được sinh ra, đánh cắp gen sơ sinh rồi mang về năm 1945. Và do nhảy thời gian quá nhiều, tâm trí của người pha chế bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn. Anh đặt gen sơ sinh tại cô nhi viện Cleveland rồi rời đi. Người pha chế quay lại đón John nhà văn. Một ngày trước khi John nhà văn tỉnh dậy, người pha chế nói chuyện với sếp về việc nghỉ hưu. Tuy nhiên, sếp của anh vẫn đưa anh thêm một vài manh mối nữa về kẻ đánh bom. Người pha chế quay lại đây để lấy chai rượu anh hứa tặng cho John nhà văn năm xưa, hay nói cách khác là tặng cho chính bản thân anh. Sau khi quyết định nghỉ hưu bất thành bởi vì mong muốn tìm ra tung tích của kẻ đánh bom quá mãnh liệt, người pha chế lần theo manh mối tới tiệm giặt đồ. Ở đây, anh phát hiện ra kẻ đánh bom đứng sau cái chết của hàng chục nghìn người mà anh luôn truy đuổi bấy lâu nay chính là anh trong tương lai. Kẻ đánh bom chính là hậu quả từ số lần nhảy thời gian vượt quá hạn mức chịu đựng của tâm trí người bình thường. Hơn nữa, nếu không có kẻ đánh bom, John đặc vụ hay người pha chế sẽ không thể nào trở thành đặc vụ xuất sắc nhất của cả tổ chức, không thể trở nên tài giỏi đến mức có thể cứu mạng sống của cả triệu người. Theo lời của tên khủng bố, kịch bản này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, và nếu người pha chế giết hắn, anh sẽ trở thành kẻ đánh bom. Không một chút lưỡng lự, người pha chế kết liễu kẻ đánh bom. Từ bây giờ, mình sẽ gọi người pha chế là kẻ đánh bom. Kẻ đánh bom cho nổ bom ở New York, giết chết 10.000 sinh mạng. Hắn tiếp tục nhảy ngược về thời gian, thực hiện hàng loạt các vụ khủng bố và đồng thời rèn luyện khả năng cho John đặc vụ. Kẻ đánh bom tới nhà máy để gài bom, hắn đã dễ dàng hạ gục người pha chế bởi vì hắn biết rõ từng đường đi nước bước của anh. Kẻ đánh bom quay về đây để cố gắng thuyết phục người pha chế phá vỡ chuỗi sự kiện, nhưng bất thành. Kẻ đánh bom bị người pha chế bắn chết. Trong phim, chúng ta có sự xuất hiện liên tục của nhân vật Robertson. Ở đầu phim, ông là người đã tới cô nhi viện Cleveland để tuyển Jane để tham gia Space Corps. Tại Space Corps, ông là người đã xử lý êm đẹp vụ việc của Jane. Ở giữa phim, chúng ta phát hiện ra rằng Space Corps thực chất chỉ là một cái bình phong để tuyển đặc vụ cho tổ chức ngăn chặn tội ác xuyên thời gian kia. Và Robertson giữ một vị trí rất lớn ở đây. Khi John đặc vụ thực hiện hàng loạt các cú nhảy không được cho phép, Robertson đã giữ bí mật hoàn toàn. Thậm chí, ông cũng đã tới chứng kiến thời khắc John bắt cóc bản thân mình khi còn là sơ sinh. Robertson gọi đây là một sự kiện đặc biệt và gọi John là một món quà không tuân theo luật lệ thời gian được gửi đến trái đất để làm việc thiện. Nhiều người cho rằng Robertson chính là John trong tương lai, ở khoảng thời điểm trước khi anh trở thành kẻ đánh bom, bởi những lời thoại đề cao kẻ đánh bom như: Không khó để chúng ta có thể cảm thấy rằng Robertson có một sự ngưỡng mộ nhất định dành cho kẻ đánh bom. Mình tin chắc chắn rằng Robertson biết thân phận thật của kẻ đánh bom. Ông biết rằng John sẽ điên dần do thực hiện quá nhiều cú nhảy thời gian và trở thành một tên khủng bố. Nhưng cùng lúc, Robertson cũng biết rằng chính tên điên kia sẽ giúp John trở thành đặc vụ xuất sắc nhất của tổ chức, nên ông cứ để mọi chuyện diễn ra và kiểm soát từ bên ngoài. Mình tin chắc rằng hai người này không phải là một. Có một chi tiết đơn giản có thể bác bỏ giả thuyết trên. Ở phân cảnh đầu tiên, John nhà văn đến quán rượu và gặp người pha chế. Việc này đã xảy ra. Nếu ta để ý kỹ, thông tin của đoàn làm phim cũng đã phần nào xác nhận điều này. Chiếc bật lửa mà John nhà văn và người pha chế dùng là một. Đây là chiếc bật lửa anh luôn mang theo mình. Và tua nhanh đến khi Robertson hút thuốc, chắc chắn cũng không cần phải giải thích nhiều. Chiếc bật lửa này hoàn toàn khác với các chiếc bật lửa kia. Chắc chắn Robertson không phải là một điểm dừng trên vòng lặp luân hồi của nhân vật chính. Song, liệu Robertson có phải là phiên bản nguyên bản để sinh sản, kiểm soát nhân vật chính hay không? Các bạn hãy là người quyết định nhé.
Và vừa rồi là những giả thuyết của chúng mình để cố gắng giải thích những sự kiện đã xảy ra trong vòng lặp của Predestination. Chúng mình có bỏ lỡ chi tiết nào không? Nếu có thì hãy comment ở phía dưới trong phần bình luận và cho chúng mình biết nhé. Ok, nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó để nhiều người có thể thưởng thức cái sự hách não của Predestination hơn nữa. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phim, hãy ấn nút subscribe và nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Mình là Linh, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.